cửa. Nam Mô Di Đà Phật. Vậy thì bốn phương có giặc là giặc đó mình trốn chỗ nào mấy anh mấy chị mấy con? Nam Mô Di Đà Phật ạ. Còn không biết còn trốn ở đâu nữa rồi. Bởi vì đông tây nam bắc đều có giặc hết trơn, bốn giặc nó đánh vào rồi ở đâu mình chỗ đó mình trốn không anh? Phải không? Đây là cái lời Đức Thầy nói là sau này có quý vị. Tức là hiện giờ là coi như là khổ cái thảm nhậm cái gì đâu. Chết 10 ngàn người, chết 100 ngàn người có gì đâu. Chưa đâu quý cô bác à. Một phút bạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô A Di Đà Phật. Thưa quý cô bác, thì trong cái đêm hôm nay, tức là coi như là cháu lên đầu tiên, chắc có lẽ cũng như đêm cuối rồi quý vị, có nghĩa là dành riêng vài 10 phút thôi. Vậy thì cháu mượn trong bốn con giáo lý của Đức Thầy mà cháu chia sẻ hôm nay cùng toàn thể cô bác anh chị em mình. Đức Thầy cho biết là khổ giới thảm ngày nay có mấy, sợ mai sau dòm thấy bay hồng, trường tà gian còn thị bị tồn, cảnh sông máu mà núi sư tha thiết. Thưa quý cô bác, thì trong bốn câu giảng này coi như là quý vị từng đi đám, tức là có nghe anh Tân Phương của mình đó trình bày trong nghi vấn, thì hôm nay Úc Đàn lên đây với cái sự học biết của mình chia sẻ cùng toàn thể của bác. Nếu quý vị nào có nghe anh Tân trình bày coi như là đầy đủ, mà hôm nay Úc Đàn trình bày còn kém huyết, mong quý cô bác mình quan thị cho Úc Đàn nghe quý cô bác. Nam mô A Di Đà Phật. Vậy thì trong bốn câu giảng này là khổ giới thảm ngày nay có mấy, vậy thì Đức Thầy lấy cái móc nào của cô bác? Theo như cái sự cảm nghĩ của cháu đó, khổ giới thảm ngày nay có mấy, tức là cái thời gian mà Đức Thầy khai đạo năm 1939 đó quý cô bác à, là lúc đó bắt đầu khổ nghe quý vị nghe. Cái lúc đó là bắt đầu khổ là sao? Có nghĩa là cái đệ nhị thế giới sắp sửa khai mở quý cô bác. Trong cái đoạn này Đức Thầy cho biết là mèo kêu bá tánh đau sao đánh chừng trồng trắng máu đào chỉnh ghê, rồi con ngựa lại đá con dê, khắp trong trần hạ nhiều bề gian lao, khỉ kia cũng bị sáo xào, canh khuya cả cái máu đào mới gân. Tức là trong cái thời gian đó thầy chúng ta là Phật quý cô bác à, biết chúng sanh sắp coi như là vào cái thời mà đệ nhị thế chiến nó khổ một cái là không tả nổi quý cô bác. Tức là trong thời gian đó là chiến tranh bùng nổ, coi như là ở châu Á của mình, ở châu Âu, coi như là từ bển đánh sang qua đất nước Việt Nam của mình. Mà thầy của chúng ta là Phật quý cô bác, ngài biết trước hết cái gì. Mà thầy cho biết là khổ giới thảm ngày nay có mấy, có nghĩa là trong đệ nhị thế chiến coi như là biết bao nhiêu sanh linh phải đồ thán, biết bao nhiêu cảnh gia đình là phải tan nát, là biết bao nhiêu người thân phải ra đi. Nhưng mà Đức Thầy cho biết là khổ giới thảm ngày nay có mấy, là trong giai đoạn đó không có bao nhiêu chân quý cô bác. Nhưng mà cái giai đoạn gần đây nè quý vị, Nam Mô Di Đà Phật, coi như là Đức Thầy chúng ta nói cái giai đoạn gần đây nè là khổ giới thảm ngày nay có mấy. Hôm nay con lên đi đây để nhấn những cái ý này để cho cô bác mình thấy. Mà Đức Thầy cho biết là tuần đời như pháo trăm ngồi rồi quý vị à, nghe, tuần đời như pháo trăm ngồi, bá dây lặng mà cô cùng này. Trong cái giai đoạn này, cái giai đoạn khổ đó, tính là từ cái mốc nào quý cô bác? Theo cái ông Đàn này nói cái cô bác mình đó, chắc có lẽ là đồng tình liền, là hồi đó là 2019 rồi đúng quý vị. Tức là gì? Ông Đàn muốn nhắc là Covid-19 đúng quý cô bác, coi như là đang không sống trong cái cảnh yên bình, mà nghe tin ở bên Trung Quốc ở bển đó quý vị, coi như là Covid-19 cái bắt đầu năm trước, cái bắt đầu tới năm sau 2020 là nó tràn sang dài châu Á của mình, từ Trung Quốc nè sang Đài Loan nè, Hàn Quốc nè, rồi bắt đầu là Nam Triều Tiên nè, rồi bắt đầu sang qua Ấn Độ, tới 2021 quý cô bác mình thấy sang qua Việt Nam của mình. Quý cô bác mình đó, trong thời gian đó có thấy khổ không? Nam Mô Di Đà Phật ạ. Theo như con nghĩ nha, em chưa từng thấy cái khổ nào giống cái khổ Covid quý cô bác. Mà Đức Thầy đã báo trước rồi là khổ giới thảm ngày nay có mấy, hội đệ nhị thế chiến chết là mấy triệu dân, nhưng mà chưa có nhầm gì hết quý cô bác.
đến 2019 đó hen, tức là Covid-19 nó qua năm 20 đến năm 21 đó. Nhưng mà điều này á, coi như là những lời của Đức Phật đã báo trước cho mình biết trước hết rồi, cô bác ạ. À, chuột còn đây chưa mấy khổ đâu, chừng Đức Thích với con trâu phá cổng, đến chừng đó mới thay phơi chồng đống. Quý cô bác mình định cái tâm lại đó, coi lời của các ngài nói có đúng không quý cô bác. Phải đến chừng đó thay phơi chồng đống không quý vị? Nam mô Di Đà Phật, là chết chôn không kịp, chết quả tán không kịp. Mình có thấy khổ không quý cô bác? Ở đây nha, con nói với quý vị mình, có anh em, có người thân, có con cháu mà đi xa làm, lúc đó mà mắc kẹt ở trên thành phố hay Bình Dương hay Hà Nội, quý cô bác mình ở nhà có trông ngóng con về không? À, coi như là ở trên mạng lúc đó quay á, có nhiều người á, về không bằng phải về xe của cô bác, từ Hà Nội, từ Bình Dương, từ Đồng Nai, từ thành phố mà lộ bộ về không quý cô bác à. Quý cô bác mình có thấy khổ không? Đây, con lấy cái móc từ ở đó, tức là từ móc đó cho mình biết là từ năm Canh Tí là 2020 đó quý vị. Có nghĩa là cô còn đây chưa mấy khổ đâu, chừng đứt đứt cái con cháu phát động, đến chừng đó thay phôi chồng đó. Đến qua năm 21 rồi, con cháu, người thân của mình đi xa về, quý cô bác mình về nhà, có quý vị có khi nào mà chết, con ơi, vô đây không con? Rất hay là quý cô bác mình sợ quý vị. Nam mô Di Đà Phật à. Vết đó đâu có dám là con mình thôi. Con bây giờ con đi về, con lỗ bổ từ Hà Nội về đây, hay là con lỗ bổ từ Đồng Nai về đây, nhưng mà mẹ cho con biết bây giờ bệnh dịch đó, nó tràn gian rồi mà nó lây lắm con ơi, thôi con ở ngoài đi để cho ta tới ta test rồi vậy. Con hả vô nghe con, chứ thôi vô đây mẹ cha chết nữa con à. Nam mô Di Đà Phật. Cái bệnh gì mà kỳ cục không biết cô bác? Cái bệnh gì mà con á, mà không dám vô cho vô nhà? Mà cái bệnh gì á, coi chừng cha mẹ mình đó nghe, đi thăm mấy anh em mà coi như là lan cạnh đó, nhưng mà trong khi chưa chỉ thị 16 rồi đó nghe, đi qua bển mà đến khi chỉ thị 16 về, có thể cha mình, ông bà mình không dám rước vô nhà. Quý vị thấy có không quý vị? Nam mô Di Đà Phật cả. Vậy là có phải khổ với thảm ngày nay có mấy, hồi xưa khổ chưa có là gì ở quý cô bác? Trong đời của Úc Đàn này chứng kiến một lần trong đời thôi quý vị. Nam mô Di Đà Phật cả. Mà điều này Đức Thầy đã biết là khổ ách này đặng thức tỉnh trần, tức là thức tỉnh cho mình biết được đó quý cô bác. Cái khổ ách này đặng thức tỉnh trần, đặng thức tỉnh tụ đời sắp hạ, có nghĩa là sắp hết rồi quý cô bác. Mà sắp hết là đâu? Tức là từ năm 2020, tức là đã hết rồi đó quý cô bác. Đức Thầy cho biết là chuột kia mãn hạn chỉ vào vừa qua thời hạn 2020 là năm gì quý cô bác? Tức là ngay năm Canh Tí quý cô bác à, phải không quý vị? Năm nay coi như là hôm nay Úc Tràng lên đây tấu lộ cho quý vị nghe, tức là nói những cái việc đã qua rồi, còn những việc tới đây cũng lâu quý cô bác à, bạn không có hết đâu. Vậy thì là cụ còn đây là ngay năm Canh Tí, ông ba đã thố lộ cái điều này rất rõ quý cô bác ạ. À, thang 12 nấc có biết sâu, từ tí nè, Chí Hợi nè, biết đâu mai chiều. Nam mô Di Đà Phật, nghe cái lệnh mình nghe. Từ tí có nghĩa là năm 2020, mà Chí Hợi tức là 2030-31 ở đây. Nam mô Di Đà Phật. 12 này có nghĩa là trong 12 chí này là quý cô bác à. Mà bây giờ mình thấy chưa quý vị? Nam mô Di Đà Phật, mình thấy chưa? À, Đức Thầy cho biết là mắt nhìn hoài bất thảm thê, phải không quý cô bác? Bây giờ là mắt nhìn hoài bất thảm thê rồi, mà hôm nay đó Úc Đàn lên đây thố lộ cho quý vị mình biết, mai này Úc Đàn chết cũng vui nữa quý vị. Nam mô Di Đà Phật, chỗ này cho chàng bó tay coi, mai nữa đã chết cũng vui nữa, hôm nay không nói là không còn cơ hội đi nói với cô bác. Năm nay Úc Đàn nói mạnh nghe, tức là không nói rồi mơ mốt biết đâu còn lên đây kể nói nữa không. Nói hoặc giả là mơ mốt còn đi núi còn gặp gỡ bà con đông như thế này được không? Nam mô Di Đà Phật, chắc gì có ngày đó phải không anh? Nam mô Di Đà Phật ca. Hôm nay nói để chi? Hôm nay Úc Đàn lên đây đó kêu gọi coi như là còn một vị nào chưa ăn chay chưa niệm Phật thì tu đi, tu liền, chứ không có không kịp với cô bác ạ. À, điều này Đức Thầy cho biết để nước đến chân mới nhảy đùng là không kịp nha. Để nước đến chân mới nhảy đùng, nhảy đùng ác phải lọt ngoài sâu, chẳng thấy xuồng ghe chỉnh mới gầu, làm sao lo liệu tu cho kịp mà bập bẹ nam mô cũng nhọc cầu, đến thì đó không cầu ai được với cô bác ạ.
Bởi vì Đức Thầy đã cho biết là khổ giới thảm ngày nay có mấy, mà bây giờ nó đã thấy cái cảnh khổ rồi. Đức Thầy cho biết là cảnh thảm khổ chiều mai sẽ đến. Nam Mô Di Đà Phật. Thấy có chiều mai không quý anh? Thấy không? Cảnh thảm khổ chiều mai sẽ đến, sao chứ còn thiếu mến chàng mê. Nam Mô Di Đà Phật à. Cái khổ bây giờ thấy trước mắt rồi, cái khổ nhà tan cửa nát, cái khổ có tiền mà không mua được gạo ăn, cái khổ mà có là nhà mà không được về. Quý cô bác có thấy cái cảnh khổ không biết vừa rồi chưa? Đó là có như là Đức Thầy đã báo rồi là tụ đời như pháo đang ngồi nổ rồi đó ạ. Nổ chấn động cả thế giới luôn quý cô bác. Cái tiếng nổ mà căng kinh thiên động địa, nổ mà toàn cầu không một nước nào không nổ, hơn bơ nguyên tử nữa thì bó à. Nó mô như là phải cả cái nguyên tử hạt nhân nổ ở lúc nào không, nhưng mà cô biết nổ một cái toàn cầu chấn động đó. Nó mô như là phải đất nước Việt Nam mình chết nhiều, mình có thống kê được không cô bác? Mà toàn cầu là nghe nói thôi nha, chứ mình không có thống kê hết được cô bác à. Tức là hoàn cầu này á, chết có thể là 200 mấy nước, chết có thể là trên 4 triệu nha. Nó mô như là phải cả. Nếu mình gom lại 4 triệu dân, 4 triệu mấy dân, thay khác bằng núi luôn cô bác. Vậy thì Đức Thầy cho biết là khổ với thảm ngày nay có mấy, sợ mai sao dòm thấy bay hồn. Vừa rồi á, cái trận cô biết rồi, mình thấy muốn bay hồn rồi. Nam mô như đồng hạ cả, nhưng mà chưa. Cái đó chưa có nhầm gì hết cô bác à. Nếu mà đúng như lời của Đức Thầy báo cho mình đi trước trong giáo lý nha cô bác, là nhà không kẻ ở, nhà không kẻ ở, ôi nấu trước. Quý cô bác mình nghe cái lời của Đức Thầy Bổn Đàn chứng minh vô đây cho quý vị mình thấy nghe. Nhà không kẻ ở, ôi nấu trước, nếu chẳng tin lời thật thiết tha. Nam mô Di Đà Phật. Quý cô bác trụ tưởng thôi, bây giờ nhà không kẻ ở là sao quý vị? Có phải là không còn người không quý cô bác? Nhà không kẻ ở, ôi nói trước mà Đức Phật còn than như vậy đó quý cô bác à. Nếu chẳng tin lời gặp thiết tha, lời xưa di tích rõ việc này, ai muốn mắc phàm gặp gồng mây, hãy ráng nghe lời ta hết trước, không dịch đạo đức phải hơn hay. Nếu quý cô bác mình trong cái thời gian còn cuối này mà không dịch đạo đức thì con e rằng coi chừng phải hơn hay đúng không ạ? Cái trận này mà không tu là phải phơi thay, chứ không còn cái chỗ để cho mình chôn mình nằm nữa nha quý cô bác. Cái điều này Đức Thầy Tây An cho biết rằng đó là âm tay trộn trộn trời che sáng. Quý cô bác mình nghe ớt chưa? Đông tay trộn trộn trời che sáng mà Nam Bắc ê hề đất trở thay. Quý cô bác thấy cái cảnh con người rằng tới đây chết một cái là khủng khiếp không tả nổi đâu quý vị ạ. Một ngày gần đây thôi, không biết là đến với chúng sanh bất cứ giờ nào cũng có. Hiện giờ là mình thấy ở ngoại bất rồi, coi như là mắt nhìn ngoại bất thảm thê rồi. Hôm nay giờ mấy anh, mấy cháu đây, tức là có cái mạng 4 giờ này, coi như là quay ở thế giới đó, bây giờ mình thấy hết cô bác. Mình quẹt lên mình thấy rồi. Thì con nói là từ năm Canh Tí dài cho đến năm Tân Sửu rồi đến năm Nhâm Dần quý cô bác. Và đến năm nay là năm Quý Mão rồi quý cô bác à, 2023. Không có một năm nào mà không xảy ra sự cố hết quý cô bác. Con nói ở đây để cho quý cô bác về lắng lòng theo dõi lại cái cục diện của ở thế gian trong cái thời gian này, rồi về bản mình gán mình tu nha quý vị. Nam mô Di Đà Phật. Không không tu học kể nghe nè. Cái trận này là không tu trầu là tiền khổ thì cũng ưng đó à. Chứ không có ai cứu được mình đâu quý cô bác à. Phật cứu mình không được. Bởi vì Thầy cho biết là cứu lương thiện chẳng cứu người phu. Kẻ giả ngang thì đến sau khi việc mà tiêu hết đó à. Để bó à. Nam mô Di Đà Phật. Để chuyện này mà không hành đạo tinh tấn trầu nha. Tu sở dở luôn là bỏ mạng luôn đó. Úc đàn này cũng vậy. Úc đàn này mà tu mà khơi khơi với người ta, ăn chay niệm Phật khuyên người á, coi như là mọi người làm lành lãnh dữ, mà mình không chịu chữa, mình không chịu tu cũng bỏ mạng. Nam mô Di Đà Phật cả không còn đâu à. Nam mô Bổn Di Đà Phật. Bởi vậy con hôm nay con lên đây con gán kêu cầu của bác mình,
trong một cái thời gian này mình rất là hữu duyên nghe tất cả các anh em lên đây chia sẻ về đạo pháp. Nếu mình không có duyên rồi giấc này chắc là có lẽ quý vị ở đây không còn ngồi ở đây đâu. Con thấy quý cô bác mà anh chị em là còn ở đây rất là hữu duyên đó. Nên hôm nay con kêu gọi nghe, dầu cho một người cũng vậy, nếu mà coi như là sáng này mình về quý vị nào đi gia sinh lên đây đã nói trong khi là các anh em tâm sự đó, tôi hôm nay tôi nữa coi như là nguyện quy y trước Tam Bảo và đồng thời từ đây trở về sau cái đường trai lúc này là cũng lớn của bác, dầu cho mình có một người thôi lúc đàn này cũng vui lắm của bác à. Nam mô A Di Đà Phật. Nãy giờ con nói còn quý vị nào có thể giơ tay lên đó là phát nguyện quy không quý vị. Nam mô A Di Đà Phật. Cảm ơn cô nghe hai người của quý vị. Nam mô A Di Đà Phật. Con chúc mừng cô quý vị. Vậy là hôm nay trong cái buổi tối này con mình diễm lắm mừng đó. Dạ. Nam mô A Di Đà Phật. Được hai vị phát tâm quy rồi biết không? Vậy thì đức thầy cho biết là khổ giới thảm ngày nay có mấy? Tức là con tính từ cái mốt là 2020 rồi dài tới rồi tới năm Tân Sửu 2021 chết một cái là vui, chết một cái là đầm ẩm luôn, chết một cái là khủng khiếp, chết trôn công kiệt, chết thiếu công kiệt. Nhưng mà đức thầy nói là khắp thế giới vậy quý cô bác, đức thầy không phải nói cái đất nước Việt Nam của mình không nghe quý vị, đức thầy nói là khắp thế giới à. Nhưng mà bây giờ mình nhìn lại thế giới coi có y chang là của thầy chủ đúng không ạ? Bây giờ con điển hình tới năm Nhâm Ngũ, năm Nhâm Trần, Nam mô A Di Đà Phật, lộn. Ngay chang năm Nhâm Trần có nghĩa là 2022 đúng không ạ? Tức là cái năm Nhâm Trần là cái mốc nào quý vị? Là từ chiến tranh Nga Ukraine vào ngày 24 tháng Giêng âm lịch, cũng là ngày 24 tháng Giêng dương lịch, tức là hai ngày trùng nhau quý cô bác. Mà điều này đức thầy đã thổ lộ trong giáo lý rồi, coi như là trong đó đó, tức là thầy cho biết là khùng tốn biết âm dương kết liễu. Nam mô A Di Đà Phật. Cái ngày âm ngày dương tức là hai ngày đó trùng cùng với nhau vào một ngày một tháng. Nhưng mà hôm nay đó trong cái thời gian đó là Nga xuất đao binh gây đại chiến, nhưng mà cái chiến tranh tới hôm nay quý cô bác mình biết rằng là bao nhiêu rồi, gần 20 tháng rồi cô bác. Nhưng mà chiến tranh không dứt thì quý cô bác sự thử nghĩ đi, có cái năm nào mà không có xảy ra việc không quý vị? Từ năm Canh Tý tới nay quý cô bác, hôm nay có càng nấu cho quý vị mình về mở mạng lên xem nha. Rồi bắt đầu nha là tới năm Mẹo, con điển hình tới năm Mẹo, mà cái điều này Đức Phật Thầy Tây An đã thố lộ rồi quý cô bác à, đã có lâu trọn lỗ rồi. Tức là năm Mèo tháng Mèo chưa buộc, năm Mèo tháng Hợi mới bị tu dập về vậy mà chưa mấy ủ ê tới trung ương trồng lộn đây thầy thay thiên nha. Nam mô A Di Đà Phật cả. Hôm nay con nói những cái điều đã xảy ra rồi hết à, chứ không phải là con nói những điều chưa tới con không biết gì con nói với cô bác. Con nói những điều đã xảy ra rồi, tức là cái năm Mèo vừa rồi với cô bác mình biết đó, có ở đây chắc có lẽ là xem hết đó, là động đất Thổ Nhĩ Kỳ. Quý cô bác mình có coi không? Trong vòng 47 giây thôi quý cô bác à, coi như là 1 phút thì 60 giây, mà cái này chỉ là có 47 giây thôi quý cô bác, là nghe là rung rinh ở cái lòng đất đó quý cô bác à. Tức là một nội trong 47 giây bắt đầu nguyên một cái thành phố của Thổ Nhĩ Kỳ nó sụp xuống, coi như là tẩu xuống chết đó quý cô bác. Nhưng mà lúc đó con coi là coi như là khảo sát chưa hết nha, là 52 người quý cô bác. Quý cô bác thấy chết một cái là kinh thiên động địa chưa? Chết một cái là cái bằng là không thả nổi cái gì à. Nhưng mà chưa ở đâu, Đức Thầy đã nói rồi là khổ giới thảm ngày nay có mấy nhiêu nữa, chưa có dành gì đâu quý cô bác. Không, sự thật ở đây Đức Thầy nói còn khủng khiếp. Tức là tới sau này mà con người chết đó nha, là 10 phần ấy, chỉ còn có một thôi quý cô bác. Đức Thầy cho biết là cảm trong thế giới còn đâu ba phần, mà trong thời gian này mình học tu đó, Nam mô A Di Đà Phật à, quý cô bác mình có lòng tin sống còn dài những cái chặng tới đây không quý vị? Chứ ông đàn này không tu đàn sợ lắm quý cô bác à, con sợ con sống không nổi, chắc là con sống không qua con trăng này quý cô bác. Nam mô A Di Đà Phật à, tới kiểu đó rồi sao mà sống để
tới cái kiểu mà động đất mà nội trong có bốn mấy che còn chạy ở đâu để đang ngủ mà chạy ở đâu. Nhưng mà bây giờ đã có rồi, khổ với cô bác. Mình ở đây mình chưa có gì nghe, mình đâu có thấy gì đâu là khổ với anh với chị. Nhưng mà cái cảnh mình nghĩ ở bên khổ chỉ kỳ đối với cô bác, mình thấy khổ cỡ nào. Coi như là chiều nay là đang sống hạnh phúc, coi như là trong gia đình mình mới mười mấy thành viên, nhưng mà mai thay mới á, mình còn có mình một, còn á là cả chục thành viên chết hết. Quý cô bác mình cũng thấy đau khổ. Nhưng mà Đức Thầy đã báo trước rồi quý vị à. Đức Thầy nói là thổ với thẳng ngày nay có mấy cái trận động đất thổ như vậy chưa nhầm chân á. Nam Mô Di Đà Phật cả. Vừa rồi quý cô bác mình á, nghe là coi như là thổ trong 2023 này, tức là năm Quý Mão này quý cô bác. Nhưng mà chưa đến tháng 10 nghe quý vị. Bây giờ là mới tháng 8 đó quý vị à. Coi như là Đức Thầy đây ai nói là năm mèo tháng mẹ chứ còn năm mèo tháng rồi mới lại tu chậm về, mà mình thấy mới tháng 8 thôi mà lại tu toàn cả thế giới quý cô bác. Hôm nay Út Đàn nói ở đây dầu cho hội trường này ít, nhưng nói ở đây cho toàn cả thế giới tiếp để rồi cố gắng mà tu hành nha quý vị. Út Đàn kêu gọi toàn cả năm châu bốn biển à, chứ không phải là nói ở cả thế giới một con quý vị. Bây giờ là nhắc hội tu hành nghe, sớm mau quại đầu, sớm mau ăn chay niệm Phật, sớm mau làm lành, chớ thôi là bỏ mạng trong cái điều này quý cô bác. Nam Mô Di Đà Phật. Bỏ mạng à, bỏ mạng không thể bớt. Nam Mô A Di Đà Phật. Vậy thì Út Đàn nói từ những việc dài xảy ra cho quý cô bác mình thấy đó, tức là Đức Thầy nói là khổ với thẳng ngày nay có mấy chưa, không có nhầm gì chân á, khổ vị tiền chết 52.000 người cũng chưa là gì hết quý cô bác. Vừa rồi bên Ma Cốc 8.400 sanh linh cũng bị động đất luôn quý vị. Nam Mô Di Đà Phật. Đang ngủ thì nó 4 giờ coi như là Đức Thầy cho biết là ác trời nạn nước thịnh linh. Đây là ác trời nha, rồi nạn nước chút nữa kể cho nạn nước quý vị nghe. Nam Mô Di Đà Phật. Ác trời có nghĩa là Đức Thầy đã báo trước hết rồi quý vị. Ác trời có nghĩa là tai nạn do thiên tai, động đất là do thiên tai chứ không phải là con người mình tạo. Nam Mô Di Đà Phật. Vừa rồi Ma Cốc cũng trong mấy chục giây thôi mấy cô ạ, nửa đêm ngủ gì đó hả, rồi bắt đầu nghe là coi như nhà cửa mình rung rinh giống như bàn gần xây lúa vậy quý cô bác, rồi tự ở trên sập xuống chôn vùi. Tới chừng nó gian mấy ngày sau là bôi lên đó, tính tổng số lại đó là 8.400 sanh linh quý cô bác là bị vùi vô tợ dưới lòng đất quý cô bác, mình có thể đau khổ. Nhưng mà chưa, không có nhà gì hết đâu quý vị à. Chưa, Đức Thầy nói là khổ giới thảm ngày nay có mấy. Ngày nay là trong cái thời gian này nè quý cô bác. Hồi xưa Thầy các đời cũng là ngày nay, phải không mấy anh? Nhưng mà tới hôm nay mình thấy khổ cũng là ngày nay. Nhưng mà chưa có mấy đâu quý cô bác à. Cái khổ hiện tại này chưa có nhập gì đâu. Trong giáo lý Đức Thầy nói khổ mà đóng tay trộn độn chờ che xác quý cô bác mình nghĩ đi. Chứ có ông trời phải che cái xác chết của con người nằm ở trên thế gian đó, chứ không có dù lận nhà cửa đầu che ở dưỡng. Bây giờ gì là chết đặt đường. Nếu cái đoạn này mình suy nghĩ tới, khi mà chết đặt đường chỗ nào cũng có xác chết hết quý cô bác. Nhưng mà giai đoạn đó chưa tới quý vị à. Nam Mô Di Đà Phật à. Tới giai đoạn đó khổ lắm mấy anh mấy chị ơi, cô bác ơi. Hôm nay mình ráng tu nghe. Nam Mô Di Đà Phật. Không thôi là tôi không kịp đó à. Bây giờ là không chờ chờ nữa. Có như là Đức Thầy cho biết là ta mến yêu những kẻ thiệt thà nghe cơ giảng, thiết tha lo liệu, học đạo đến như đời trúng điệu hoàn bản tròn thì cứ làm theo. Bây giờ mình nghe mấy ông đạo nói xong ghê quá, mà tu có bước tu là mà sống thôi. Bây giờ cố gắng ăn chay niệm Phật nghe đi cô bác, chứ thôi là tết à, cái này là tiêu đó à. Bị gì được kiếp người này không phải dễ kiếm đâu nghe quý vị. Nam Mô Như Là Phật à. Con bữa nay con đi mà ở đình Thới Sơn với chùa Thới Sơn, con đi dài đường đó quý cô bác biết, biết bao nhiêu cái mảnh đời đau khổ quý cô bác biết, nằm bên lề đường cũng là con người. Quý cô bác thấy đất chùa không, có một chỗ nằm hai người, có một chỗ nằm một người, có một chỗ nằm ba bốn người. Cái kiếp người mà vậy đó quý cô bác, tức là nằm sinh lăn róc rồi á, có một cái anh đó không còn hai cái mắt luôn quý vị, rồi có người miệng mờ không còn luôn. Quý cô bác mình thấy mảnh đời như vậy đau khổ. Rồi tự hỏi làm sao người ta tu được hả thầy con?
ta đâu có ngồi hậu trường giống mình gì đấy mà nghe đạo. Rồi tối ngày chỉ lo đi ăn xin như vậy, làm sao biết được giáo lý của Đức Thầy mà tu cái gì. Mà hôm nay mình rất là có kiếp phước, có duyên với cô bác này, được cái kiếp người mà coi như là lành lặn nguyên vẹn như thế này, mà được đi núi, được đi lễ, được đi du sơn ngoại thị, mà mình được nghe giáo pháp nữa của cô bác này, quý lắm em quý vị. Hôm nay con gái chiên cổ của cô bác anh chị em mình cố gắng tu hành nha quý vị, chứ để giống như những người an sinh đó, cô bác mình không còn cơ hội để tu đâu. Được làm người làm mai môn thở cũng là do xưa có nghiệp lành, bây giờ để biết tu hành tất là sẽ được trở thành Phật tiên. Quý cô bác mình có thấy quý không quý vị? Nam mô Di Đà Phật. Nếu mà không tu rồi nó ủ giết người đó quý cô bác ơi. Con kêu gọi hết mình hôm nay giàu cho hồi nãy được hai vị giơ tay lên là phát tâm trực trai, bây giờ nói nãy giờ thêm phút nữa có quý vị nào dám giơ tay nữa không ạ? Nam mô Di Đà Phật. Vậy là bên đây được hai chị nữa, Nam mô Di Đà Phật ba chị luôn. Còn chị đó dám không chị? Nam mô Di Đà Phật bốn chị luôn. Nam mô Ai Di Đà Phật. Ông đàn này xin cảm ơn quý vị mình. Nam mô Di Đà Phật ạ. Nãy giờ nghe nói vụ này ghê quá ông. Chưa. Anh nói chưa, chưa có gì hết rồi. Chàng ơi, Đức Thầy nói là khổ giới thẳng ngày nay có mấy mà. Bây giờ còn là ngày nay chưa có là gì hết. Nam mô Di Đà Phật. Bởi vì hiện giờ mình đang sống đây mà cái ăn khổ đây là ngày nay chưa. Chừng nào ngày sau á, sợ mai sau mới dòm thấy bay hồn. Nam mô Di Đà Phật à. Tới sau này là bay hồn luôn á. Hồn vía mình không còn ở trong thân của mình nữa đâu. Tới chừng đó là cái bằng mình thấy đó. Đặt ví dụ á, con nói cho biết cô bác anh chị em mình thấy nè, cái người ngoài trong số mình đó nghe. Nam mô Di Đà Phật. Trong cái số mình rất là đông nghe, ở đầu dặm cuối ngọn rất đông. Con đặt ví dụ thôi. Nhưng mà trong khi đó nó chết ở đầu trong, nó chết vài chục người, ở đầu ngoài chết vài chục người, nhưng mà mình thấy đâu có gì đó bình thường, bởi vì không phải là người thân của mình. Nhưng mà đến khi trong gia đình của mình hết chồng chết, rồi tới con chết, rồi tới cháu chết, giá cố của bác mình có thấy là khổ không quý vị? Nam mô Di Đà Phật. Nhưng mà đến giai đoạn đó đều bây giờ đã có hết rồi quý cô bác, chứ không phải không có nghe quý vị. Bây giờ là mắt nhìn ngoại rất thảm thê là đã thấy rồi hết rồi. Cả một gia đình không còn một người nào, cả một cái xóm chết không còn một người nào. Nhưng mà Đức Thầy nói hiện giờ là khổ với thảm. Ngày nay có mấy chưa đâu, sợ mai sau mới dòm thấy bay hồn. Còn nói thêm cái vụ mà chết nước đi, là vừa ngồi ở TV đúng quý cô bác mình có coi trên mạng. Trong một đêm, Nam mô Di Đà Phật, giác này là coi như là quý cô bác mình hiểu chơi đấu đàn nói tới đâu quý vị hiểu trước chơi. Không mà sự thật đó con nói thực tế không hả? Là coi như là ở TV vừa ngồi quý cô bác mình đấy, trong một đêm một cái cơn bão, coi như là đáng lẽ nó đi qua châu Âu rồi, nhưng không biết nó dần sao dần sau nó qua bên đó, Bắc Phi hay là Nam Phi gì đó. Tức là Châu Phi nhưng mà thuộc về Bắc Phi hay là Nam Phi gì đó, để không nhớ rõ. Vậy là Bắc Phi không quý à, tức là nó xây dần nó qua cái nước là coi như là Libya hay đúng không quý? Mình gọi là Libya đi cho nó dễ nghe. Coi như là nó xây qua Libya rồi giống quý cô bác mình biết là, coi như là nó gió một cái là rất mạnh làm cho hai con đập mà vợ. Nhưng mà trong khi cái ngọn nước đó coi như là nó tràn vô cái thành phố của bác đó, chiều cao đó nha, là lên 6 tầng lầu của bác. Phải nói là kinh hoàng chưa, 6 tầng lầu. Nhưng mà tầng lầu mình tính theo Việt Nam của mình 3 mét thôi, 6 tầng 3, 6, 18 mét ba quý vị. Nam mô Di Đà Phật, cái ngồi vậy 6 tầng 6 mét đó chị. Vì lẽ đó là ở ngoài nó tràn vô một cái là coi như là cả thành phố chết hết 1/4. Nam mô Di Đà Phật, ốc nổi chưa, coi như là nó đùa ra biển luôn quý cô bác này. Coi như là trên giới thống kê mà kiếm được xác là trên giới khoảng 20 ngàn người, nhưng mà mất tích khoảng 100 đó quý vị. Nam mô Di Đà Phật, mất tích 100 ngàn vậy là cái phần đó tiêu luôn rồi, phải không? Mất tiêu luôn rồi, là cái phần này là mất xác rồi, mất hồn luôn đó, hồn xác cũng tiêu luôn đó.
Vậy thì Đức Thầy cho biết là khổ giới thẩm ngày nay có mấy? Hôm nay con lên đây trình bày ráng nhắc cho quý cô bác mình những chuyện đã xảy ra rồi, nhưng mà còn những việc tới đây cũng đang cấm cho lắm. Để đó nghe, Nam Mô Di Đà Phật. Bởi vì Đức Thầy cho biết nè, đến chuyện đó bốn phương có dạ, nhưng mà bây giờ mình chưa thấy nha, cấm chắc để đó. Tức là lời của Đức Thầy nói mà bây giờ đã có hết rồi quý cô bác à. Không, bây giờ bốn phương có dạ mình chưa thấy. Đến chừng đó bốn phương có dạ, dạ đấy hết khắp hoàn cầu.